Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 2, ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000. Rồi ở đây để xem toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống, thì các em có thể vào trực tiếp kênh Thành Đô Vlog, các em tìm ở mục danh sách phát. Toán lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Rồi, trong video hôm nay các em vào tiết 1, phần luyện tập. Bài tập số 1, tính nhẩm. Câu A. Chúng ta có các phép tính nhẩm sau. Rồi, phép tính nhẩm thứ nhất là 50 cộng với 40. Cách nhẩm là các em lấy 50 cộng với 40 bằng 90. 90 tức là các em viết số 9 này. 5 cộng 4 bằng 9 này. Các em viết thêm một chữ số 0 đằng sau nữa. 50 cộng 40 bằng 90. Nếu các em lấy 90. Lấy 90 mà trừ đi 50, tức là các em chia số 50 đi, thì chúng ta còn lại là số 40. Được chưa? Còn nếu lấy 90 mà trừ đi 40, tức là các em chia số 40 đi, thì còn lại là số 50. Các em hình dung được chưa? Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành các phép tính nhẩm còn lại nha. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Phép tính nhẩm thứ nhất là 500 cộng với 400. Ở đây các em chỉ việc lấy 5 này cộng với 4 này. Các em lấy hai số trăm cộng với nhau thôi. 5 cộng 4 bằng 9. Ở đây có hai chữ số 0. Thì các em viết thêm hai chữ số 0 vào đằng sau. Được chưa? 500 cộng 400 bằng 900. Nếu các em lấy 900 mà trừ đi 500. Trừ đi 500 thì các em chia số 500 đi. Còn lại là số 400. 900 trừ 400. Trừ 400 thì các em chia số 400 đi. Còn lại là số 500. Rồi bằng cách nhẩm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành câu C. Rồi đầu tiên, phép tính nhẩm thứ nhất là 80 cộng với 20. 80 cộng với 20. Cách nhẩm là các em lấy 8 cộng 2. 8 cộng 2 bằng bằng 10. Ở đây có một chữ số 0. Thì các em viết thêm một chữ số 0 vào đằng sau. 80 cộng với 20 bằng 100. Lấy 100 mà trừ đi 80. Trừ đi 80 thì các em chia số 80 đi. Còn lại là số 20. 100 trừ 20. Trừ 20 thì các em chia số 20 đi. Còn lại là số 80. Tiếp theo, các em bấm tạm dừng video và các em nhẩm câu C. Phép tính nhẩm thứ nhất là 300 cộng với 700. Thì các em chỉ việc lấy 3 cộng với 7. 3 cộng 7 bằng 10. Ở đây có hai chữ số 0 này. Hai chữ số 0 này. Các em viết thêm hai chữ số 0 vào đằng sau.
300 cộng 700 bằng bằng 100. 100 chính là số 1000. Lấy 1000 mà trừ đi 700. Trừ 700 thì các em chia cái số 700 này đi. Còn lại số 300. Rồi lấy 1000 trừ đi 300. Trừ 300 thì các em chia số 300 này đi. Còn lại là số 700. Được chưa? Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 2. Đặt tính rồi tính. Câu E. Phép tính thứ nhất là 35 cộng với 48. Các em cộng từ bên phải sang bên trái. Các em cộng số đơn vị trước. Sau đó là các em mới cộng số chục. 5 cộng 8 bằng bằng 13. Viết 3 nhớ 1. Ba thêm 1 bằng 4. 4 cộng 4 bằng 8. Vậy 35 cộng với 48 bằng 83. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành các phép tính còn lại nha. Tiếp theo là 146 cộng với 29. Ở đây các em nhớ là chúng ta đặt tính sao cho đúng nha. Số đơn vị phải đặt thẳng cột với số đơn vị. Số chục phải đặt thẳng cột với số chục. Được chưa? 6 cộng 9 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 5 cộng 2 bằng 7. Rồi 1, kem hạ 1, viết 1. 77 trừ 59. Bảy không trừ được 9. Kem lấy 17 trừ 9 bằng 17 trừ đi 9 thì bằng 8. Viết 8 nhớ 1. Bây giờ các em lấy 7, các em trừ đi số nhớ trước. 7 trừ đi 1 trước bằng 6. 6 trừ tiếp đi số 5 này bằng 1. 394 trừ 158. Bốn không trừ được 8. Các em lấy 14 trừ 8 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. Các em lấy 9 trừ đi số nhớ trước. 9 trừ 1 bằng 8. Sau đó mới lấy 8 trừ tiếp đi số 5 này. 8 trừ 5 bằng 3. Rồi bên này thì là 3 trừ 1 bằng 2. Được chưa? Rồi tiếp theo, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành các phép tính ở câu B trước nha. Sau khi tính xong thì các em sẽ bấm tiếp tục video và theo dõi xem là mình làm đã chính xác hay chưa. Phép tính thứ nhất là 84 cộng với 16. 4 cộng 6 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. Các em lấy 8, các em cộng với số nhớ trước. 8 cộng 1 bằng 9. Sau đó mới lấy 9 cộng tiếp với số 1 ở đây. 9 cộng 1 bằng 10.
Rồi tiếp theo là 75 cộng với 25. 5 cộng 5 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. Các em lấy 7 cộng với số nhớ trước. 7 cộng 1 bằng 8. Sau đó lấy 8 cộng tiếp với số 2 này. 8 cộng 2 bằng 10. Tiếp theo là 100 trừ 37. 0 không trừ được 7. Các em lấy 10 trừ 7 bằng 3. Viết 3 nhớ 1. Rồi, sau đó là các em lấy số 10 này. Các em trừ đi số nhớ, trừ đi 1 bằng 9. 9 trừ tiếp đi 3 bằng 6. Tiếp theo là 100 trừ 45 không không trừ được 5. Các em lấy 10 trừ 5 bằng 5. Viết 5 nhớ 1. Tiếp theo là các em lấy số 10 này. Các em trừ đi số nhớ trước. Trừ đi 1 bằng 9. Sau đó mới lấy 9 trừ tiếp đi 4 bằng 5. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Các em tìm số thích hợp viết vào mỗi ô trống này. Rồi các em quan sát bảng sau. Trước hết chúng ta có cột mẫu này. Số hạng là 30. Số hạng là 16. Để tính tổng, các em lấy số hạng cộng với số hạng. Lấy 30 cộng 16 bằng 46. Các em viết số 46 vào ô này. Vào ô tổng tương ứng. Rồi theo mẫu, chúng ta có số hạng 18, số hạng 25. Để tính tổng, các em lấy 18 cộng với 25. Các em lấy 8 cộng với 5 trước. 8 cộng 5 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. Rồi tiếp theo là các em lấy 1, các em cộng với số nhớ trước. 1 thêm 1 bằng 2. Sau đó các em lấy 2 cộng với số 2 này bằng 4. Vậy tổng của 18 và 25 là số 43. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 3 nhé. Tiếp theo là 66 cộng với 28. Các em cứ lấy số hạng cộng với số hạng thôi. 66 cộng với 28. 6 cộng 8 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. 7 cộng 2 bằng 9. Rồi bằng 94. 59 cộng 13 9 cộng 3 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6. 6 cộng với 1 bằng 7. 72. 130 cộng với 80. Các em có thể đặt tính là 130 cộng với 80 cũng được. Hoặc là các em chỉ cần đặt tính là 13 cộng với 8 thôi. Được chưa? 130 chính là 13 chục. Các em lấy 13 chục cộng với 8 chục. 3 cộng 8 bằng 11.
viết 1 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. Như vậy là 13 chục cộng với 8 chục bằng 21 chục. 21 chục, các em viết số 21, sau đó là viết thêm một chữ số 0 vào đằng sau. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Con trâu cân nặng 650 kg, con nghé cân nặng 150 kg. Hỏi câu E, con trâu và con nghé cân nặng tất cả bao nhiêu kg? B, con trâu nặng hơn con nghé bao nhiêu kg? Trước hết là các em làm câu E. Muốn biết con trâu và con nghé cân nặng tất cả là bao nhiêu kg thì các em lấy cân nặng của con trâu là 650 kg, các em cộng với cân nặng của con nghé là 150 kg, được chưa? Câu E, con trâu và con nghé cân nặng tất cả là. Sáu trăm năm mươi cộng với 150 thì ở đây các em chỉ cần tính là 65 cộng với 15. 650 là 65 chục, đúng không? 65 chục cộng với 150 tức là cộng với 15 chục. 5 cộng 5 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 6 cộng 1 bằng 7. Thêm 1 bằng 8. 65 chục cộng với 15 chục bằng 80 chục. Các em viết số 80. Sau đó là các em viết thêm một chữ số 0 vào đằng sau, tức là 80 chục. 80 chục chính là 800. 800 kg. Câu B, con trâu nặng hơn con nghé bao nhiêu kg? Các em trả lời, con trâu nặng hơn con nghé số kg là. Muốn biết con trâu nặng hơn con nghé bao nhiêu kg thì các em lấy cân nặng của con trâu là 650. Các em trừ đi cân nặng của con nghé là trừ đi 150. Được chưa? 65 chục trừ đi 15 chục. Năm trừ năm bằng không. Sáu trừ một bằng năm. Bằng 50 chục. 50 chục thì các em viết số 50. Sau đó các em viết thêm một chữ số 0 ở đằng sau. 50 chục chính là 500. 500 kg. Rồi các em đáp số. Câu E là 800 kg và câu B là 500 kg. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần sách phát toán lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em có thể vào trực tiếp kênh Thành Đô Vlog, các em tìm ở mục sách phát nha. Rồi nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì có thể các em hãy ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.